Tập 4. Tiểu Đông, cùng nhớ về nhà phải dùng đá lên, không thì sẽ sưng to đó. Cảm ơn chị. Sao con bé lại ở cùng Long Thông Nhi chứ? Tiêu rồi, tôi quên mất tiêu rồi. Anh, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sao lại thành ra thế này? Em quen cô gái lúc nãy sao? Không quen hả? Bác ơi, chào bác. Cho cháu hỏi chút, gần đây có nhà hàng hải sản nào không ạ? Ở bên kia. Cảm ơn bác ạ. Tại sao hôm nay mọi người trong làng đều đến nhà hàng hải sản vậy? Toàn là những kẻ không nên thân. Không có cái bánh nào từ trên trời rơi xuống cả. Ăn xong bữa này chắc sẽ đuổi chúng ta đi. Nếu chúng ta không sống ở đây, có phải sẽ được sống cùng với ba mẹ cháu không ạ? Ba mẹ cháu làm việc trong thành phố, nhà ở đắt đỏ lắm, sao chúng ta mua nổi chứ? Chẳng phải gia đình Tiểu Lệ cũng mua một căn nhà ở trong thành phố hay sao ạ? Con người khác nhau cháu ạ. Cho dù thế nào đi nữa, chỗ này cũng là nơi sinh ra và nuôi dưỡng chúng ta. Ông không muốn đi, cũng không muốn chuyển. Được được, nào, cạn ly nào. Tôi lấy nước thay rượu, kính mọi người một ly. Được được. Cô đã giới thiệu với mọi người chỗ ở mới và tập đoàn chúng ta cung cấp chưa? Vẫn chưa, mau lên. Tôi biết rồi, tôi giới thiệu ngay đây. Đây, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Mọi người xem cái này trước đi. Tuy là ảnh thôi, nhưng trông cũng được chứ. Được lắm, được lắm. Khách sạn chúng tôi đã đặc biệt sắp xếp cho mọi người. Sống ở đó chắc chắn sẽ thoải mái hơn ở đây. Bác xem nữa đi ạ. Bác cầm thêm tấm này đi. Đúng là tốt. Nhưng mà chúng tôi là người kiếm sống nhờ biển, sống ở nhà cao tầng có khi không quen đó. Chúng tôi vẫn hơi lo ngại. Mọi người đừng nghĩ nhiều quá. Không biết bây giờ trưởng thôn đã đồng ý chưa? Không phải chỉ cần 90% dân số đồng ý thì sẽ thông qua sao? Này cậu lãnh đạo, cậu không thể bỏ ra thêm chút tiền sao? Tôi đang định nói vấn đề này đây. Chỉ cần mọi người đồng ý chuyển đi, tôi bảo đảm sẽ cho mỗi hộ thêm 100.000 tệ tiền đền bù. 100.000 tệ? Chúng ta làm cả năm cũng không kiếm được từng đó. Tôi còn có chút việc, tôi đi trước đây. Nhưng mà thế này, mọi người cứ ở đây ăn uống thoải mái nhé. Tôi có chút việc, tôi xin đi trước. Có bất kỳ vấn đề gì cứ bàn bạc với trợ lý của tôi. Xếp Tạ đi cẩn thận nhé. Nếu mọi người đồng ý thì lát nữa hãy ký tên vào bản thỏa thuận. 100.000 tệ. Được lắm. Vậy thôi mọi người, bây giờ chúng ta ký tên nhé. Quay về tôi cũng dễ báo cáo. Cảm ơn mọi người, chúng tôi phản đối. Nhà chúng tôi đời đời chưa từng rời khỏi biển. Biển cả là cái sinh nhai của chúng tôi, là nhà của chúng tôi. Mấy người thấy tiền là sáng mắt lên, quên gốc quên cát. Chúng tôi ủng hộ trưởng thôn. Nếu cô có thể thuyết phục được trưởng thôn thì chúng tôi sẽ chuyển đi. Nhưng vì trưởng thôn có ý kiến gì sao? Hoặc là yêu cầu gì có thể đưa ra, khách sạn chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Trưởng thôn đâu rồi? Ông ấy có ở đây không? Hôm nay trưởng thôn không đến đây đâu. Cho dù mấy người muốn chuyển đi, chúng tôi cũng sẽ không đồng ý ký tên. Cẩn thận. Sao thế này? Được rồi, bây giờ mọi việc đã giải quyết xong rồi. Thì cậu đem gái tôi về nhà, trông chừng kỹ con bé, không được để xảy ra chuyện gì nữa. Tôi xin lỗi. Được rồi, về nhà trước nhé. Cẩn thận, chị ơi. Tiểu Sương, sao em lại quay lại? Hôm nay mọi người đều đến quán hải sản bàn chuyện, không ai chơi với em. Chị ơi, chúng ta thả diều tiếp có được không? Đợi đã, Tiểu Cường, em nói tất cả mọi người đều đến quán hải sản sao? Có cô gái nào chừng này mặc đồ xanh da trời, quần không ra quần, váy không ra váy, da trắng, đi da trắng không? Cũng có một chị xinh gái đến đó. Kệ thôi, đi xem xem.
Vậy cho tôi hỏi, khi nào thì trưởng thôn đến được? Trưởng thôn đã nói rồi, bất kể các người cho bao nhiêu tiền, ông ấy cũng sẽ không đồng ý ký tên. Nhị ngư, sao anh cố chấp như vậy? Người ta bằng lòng cho mỗi hộ thêm 100.000 tệ rồi. Số tiền này không nhỏ đâu. Anh không biết đâu, 100.000 tệ này chỉ có một lần duy nhất. Chúng ta mất đi làng chài thì sau này cũng sẽ miệng ăn núi lở. Nhưng vừa nãy sư tôi đã nói ở đây, có vài người đã đồng ý rồi. Nhưng anh ấy vừa đi, mọi người lại không đồng ý. Vậy như vậy thì tôi quay về sẽ không thể báo cáo được với công ty. Cậu ấy bỏ ra 100.000 tệ, tôi bỏ ra 150.000 tệ. Cậu lại đến đây à? Cậu nói gì? Cậu cho bao nhiêu? 150.000 tệ sao? Thật sao? Tôi nói lời giữ lời. Nếu mọi người đồng ý thì chuyện về sau cứ giao cho tôi, để tôi xử lý. 150.000 tệ đó, 150.000 tệ đó, 150.000 tệ. Anh ra đây. Buông tay ra. Cô muốn làm gì? Tôi không làm gì cả. Tôi chỉ muốn hỏi anh muốn làm gì. Tại sao đột nhiên lại chạy đến đây gây rối hả? Sao tôi phải chạy đến đây gây rối chứ? Được cười. Được, tôi nói cho cô biết, tôi đến chỉ là muốn trải nghiệm việc bán cho người trả giá cao nhất trong marketing. Chỉ là vừa hay tôi bỏ ra 150.000 tệ. Cô bỏ ra bao nhiêu? Có trả nổi không? Cô không trả nổi à? Tôi chỉ là người làm thuê thôi. Tôi đâu có tư cách định giá. Đúng vậy, cô chỉ là người làm thuê thôi. Thì cô hãy im miệng đi, không có gì của cô nữa. Tôi nói cho anh biết, rõ ràng là tôi đến trước. Hơn nửa bữa này là tập đoàn Tuấn Nhã chúng tôi sắp xếp, nên anh không thể vào trong gây rối được. Được. Quay đầu lại nhìn đi. Gì chứ? Cô có nhìn thấy cánh cửa kia đang mở không? Thấy rồi. Đúng vậy. Mục đích ông chủ mở cửa kinh doanh chính là ai cũng vào trong được. Theo như cô nói thì sau này người thứ nhất vào trong thì những người đến sau không được vào nữa. Người ta còn kinh doanh nữa không? Được con lợn. Lần trước anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lần này anh thừa nước đục thả câu. Tôi nói anh biết, hôm nay tôi có ở đây thì anh không được vào trong. Cô nói hay đó. Đúng. Cô không cho tôi vào trong chứ gì? Đúng. Được. Vậy tôi đến nhé. Tôi không cho anh vào. Anh đi đi. Buông tay ra. Cô điên à? Tôi nói cho cô biết, sức nhẫn nại của tôi có hạn. Còn nữa, tôi nói cho cô biết, hôm nay tôi đại diện tập đoàn Diệp Hoa đến đây bàn chuyện phá vỡ di dời. Được rồi chứ? Tập đoàn Diệp Hoa. Tôi biết rồi. Anh cố ý tiếp cận tôi có đúng không? Anh muốn có được bí mật kinh doanh của tập đoàn Nhã Tú của chúng tôi đúng không? Các cô bỏ ra nổi 150.000 tệ không? Còn nói bí mật kinh doanh gì đó? Tôi biết bí mật của cô thì đã sao? Được rồi, không còn gì để nói nữa chứ. Đúng vậy. Cô xem, cô rất xinh đẹp, tóc dài mi công, miệng hồng hồng, còn mặc cái thứ chẳng ra quần chẳng ra váy thì có thể vào trong câu dẫn ông chủ. Chuyện này chắc cú rồi. Còn nữa, da trắng, mặc áo phông trắng, đeo túi trắng, đi giày trắng, trên váy còn có mấy thứ trắng, đúng là đồ ngốc. Anh, nhóc con, làm gì vậy? Em chạy đi đâu? Nhóc con, làm gì vậy? Em không phải nhóc con, em là người lớn. Anh nói em nghe, chị có trẻ con mới suốt ngày nói mình muốn trưởng thành. Tại sao anh không đích thân đưa chị ra đồng về nhà? Anh nói em nghe,
anh và chị Gia Đồng là em nói, là anh em ruột. Người đàn ông kia là tài xế nhà anh. Nhóc con, có đôi lúc không thể trông mặt bắt hình dong được, phải nhìn vào bên trong họ, em hiểu chứ? Em đó, sao lại ngồi một mình ở đây? Không ai quản à? Ba mẹ em không ở đây. Vậy thì là cô Nhi rồi. Ai nói ba mẹ không ở đây thì em là cô Nhi chứ? Nhưng em cũng chẳng tốt hơn cô Nhi là mấy. Rõ ràng có ba mẹ nhưng giống như không có vậy. Ở đây chỉ có ông nội ở cùng em, nên em chính là đứa trẻ bị ba mẹ bỏ lại trong thôn. Bất lịch sự vậy. Đúng là mặt trời mọc đằng tay. Anh lại có thời gian đến thăm em. Nói gì vậy chứ? Gần đây anh rất bận, áp lực lớn lắm. Ở đây có em mà. Đêm nay ở lại đây đi, em sẽ khiến anh thư giãn. Anh đâu có tâm trạng đó. Rốt cuộc anh sao vậy? Thời gian trôi qua nhanh quá. Phải đó, còn nhớ 4 năm trước anh giao dự án của bộ phận phòng buồn ở Việt Qua cho em nhận thầu, còn giới thiệu khách hàng ở khách sạn đến quán karaoke của em. Không thì công ty của em đã sập tiệm lâu rồi. Anh Lương, mấy tháng nay chỗ em kinh doanh kém đi nhiều lắm, không biết xảy ra vấn đề ở đâu. Vậy sao? Kém đi chừng nào? Giảm sút những 60%. Nếu tiếp tục như vậy thì sợ là quán karaoke này sẽ đóng cửa mất. Giảm sút nhiều vậy sao? Việc Hoa bọn anh gần đây cũng không khởi sắc. Anh cũng khó giải quyết. Sao có thể chứ? Anh là tổng giám đốc mà. Tổng giám đốc có ích gì chứ? Bên trên anh còn có chủ tịch Lục Thiên Minh nữa. Ông ấy là anh em tốt của anh mà. Đúng vậy, là anh em tốt. Nhưng anh nói em nghe, anh sợ bây giờ trong lòng ông ấy chưa chắc có người anh em này. Ông ấy nghi ngờ anh rồi sao? Có vài chuyện không thể giấu cả đời được. Anh sợ ông ấy phát hiện ra công ty ma này sao? Nếu là như vậy thì chúng ta dừng lại là được. Tiểu Mỹ, bây giờ em cũng kiếm đủ rồi. Hay là thế này, em hãy đem tiền về quê xây nhà, sống những ngày tháng yên bình được không? Anh Lương, anh nói gì vậy chứ? Em chưa từng đến nhà anh, cũng chưa từng đòi danh phận gì cả. Em có thể không cần tiền, nhưng em không muốn rời xa anh. Anh cũng không muốn rời xa em. Nhưng gần đây anh thấy tình hình không ổn lắm. Anh có cảm giác khó bảo vệ nổi mình. Sao có thể chứ? Nếu anh nói với em là đang có chuyện gì, em sẽ giúp anh. Bỏ đi, anh không muốn để em tiếp tay làm việc xấu. Anh Lương, em đã theo anh bao năm nay rồi, lẽ nào anh không tin em sao? Em thực sự muốn giúp anh sao? Em còn nhớ Trần Dũng chứ? Anh nói là giám đốc bộ phận tài chính của Việt Hoa sao? Đúng vậy. Ba, con nấu mì rồi, ba ăn không ạ? Ba không ăn đâu. Muộn thế này rồi, ba vẫn làm việc sao? Sao vậy ba? Vẫn đang phiền lòng chuyện Việt Hoa sao? Đời này ba con, ngoài chuyện của Việt Hoa ra, thì còn chuyện gì có thể khiến ba phiền lòng được? Mấy ngày trước, Gia Hảo cũng than phiền với con, nhưng cậu ấy vẫn rất tôn trọng ba. Nó cũng có chuyện phiền lòng sao? Thú vị đó. Nhưng may mà bây giờ nó đồng ý với chú Lục con quay về chị Hoa làm việc. Chú Lục con cũng trút được gánh nặng trong lòng rồi. Nhưng nhìn bốn người nhà họ hòa thuận vui vẻ, trong lòng ba vẫn thấy khó chịu. Sao vậy ba? Phong Phong,
Đôi lúc nghĩ lại, bà thấy rất hối hận. Năm xưa, nếu không phải vì giúp chú Lục con gây dựng sự nghiệp, thì bà sẽ không bỏ về con và mẹ con, sẽ không để mẹ con hiểu lầm ba chồng chứ. Trong vụ tai nạn giao thông năm đó, mẹ con đã mang theo hiểu lầm đi mất. Ba, sao ba còn nhắc đến chuyện này chứ? Ba già rồi, con người già đi thường nhớ lại chuyện cũ, thỉnh thoảng sẽ xúc động. Khi đó nếu không phải mẹ con vì cứu Lục gia đồng, thì bây giờ ba người chúng ta cũng có thể hòa thuận vui vẻ. Mẹ con cũng có thể nhìn thấy đứa con trai ưu tú của mình học xong quay về. Ba, con biết ba đã chịu rất nhiều khổ cực vì con. Đợi sau khi công việc của con ổn định rồi, thì ba hãy nghỉ hưu đi ạ. Ba yên tâm, sau này con sẽ chăm sóc tốt cho ba. Được. Thấy được lòng hiếu thảo của con là ba mãn nguyện rồi. Tiếc là bây giờ ba con già rồi, thân tại giang hồ, thân bất do kỷ. Tại sao ạ? Tài chính của Diệp Hoa xuất hiện lỗ hổng lớn. Ba là tổng giám đốc, sợ là không thoát khỏi liên quan. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ạ? Con nhìn đi, đây là báo cáo tài chính nửa năm đầu của Diệp Hoa. Có người đã sử dụng công quỹ làm giả sổ sách. Con nói xem chuyện này bà có nên nói với chú Lục con hay là không? Không nói thì không được, nhưng nếu nói ra, bây giờ sức khỏe của ông ấy rất tệ, lại không được nói. Đây chính là chuyện mà ba đang phiền lòng. Cô không cho tôi vào trong chứ gì? Đúng. Tôi nói cho cô biết, đừng tưởng cô xinh đẹp, cô chỉ là đồ ngốc thôi. Sao mình ngốc vậy chứ? Lâm Thông Nhi, mày để ý hơn đi có được không? Mày đúng là đồ ngốc mà. Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Mình vừa nãy chắc mình lưu rồi nhỉ? Mình mày đúng là đứa ngốc nhất thế giới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mẹ có thấy không, gần đây tinh thần của Tiểu Đồng tốt hơn nhiều rồi, trong người cũng khỏe ra. So với trước kia thì cứ như hai người khác nhau vậy. Điều khiến con vui nhất chính là cô ấy đã thích con nhiều mà con tặng. Bệnh tình của Gia Đồng có chuyển biến tốt, con tưởng là công của con à. Đến Gia Hạo cũng nghĩ con là đại công thần mà. Người ta khen con chỉ là phép lịch sự thôi. Bệnh tình của Gia Đồng có chuyển biến tốt là vợ anh cô ấy, liên quan gì đến con chứ. Chỉ cần Tiểu Đồng vui thì con cũng vui. Thật mong cô ấy có thể vui vẻ mãi thế này, không có phiền não. Con trai, mẹ biết trong lòng con nghĩ gì, nhưng con phải nhớ, ở đây mẹ chỉ là người ở. Thân phận của chúng ta không xứng với nhà họ Lục. Mẹ, mẹ không thể thôi lãng nhảm chuyện này được sao? Mẹ không lãng nhảm thì sao con ghi nhớ được? Hai đứa không có khả năng đâu. Con cứ phải dập đầu chảy máu thì mới chịu quay đầu sao? Những điều mẹ nói có lý không? Được rồi, có lý, có lý. Đi thôi mẹ, đi thôi. Chị Đào, Gia Hạo, chị đến rồi à? Hai người nói chuyện đi, tôi vào trước đây. Thanh Sơn, Lâm Thông Di, đây không phải người của tập đoàn Nhã Tú sao? Anh đưa tôi xem cái này làm gì? Đúng vậy, cô gái này có thù không đội trời chung với tôi. Nên từ hôm nay cậu hãy giúp tôi theo dõi cô ta. Bất kể là đi làm hay tan làm gì, cùng ai, đi đâu làm gì, bình thường thích làm gì, thích ăn gì, ai là bạn trai cô ta đã đi những đâu, đều ghi lại hết cho tôi. Không phải, nếu cô ấy đắc tội anh thì anh tìm người xử lý là được mà, cần gì phải to chuyện vậy. Cô gái này không đơn giản đâu. Cô ta có chống lưng à? Thì tôi mới yêu cậu đi điều tra, cậu hỏi ngược tôi làm gì? Anh muốn theo đuổi cô ấy có đúng không? Cậu có não mà không biết suy nghĩ hả? Chỉ biết đến quan hệ nam nữ thôi, có đúng không? Suy nghĩ thêm cái khác được không? Nghiêm túc đi được không? Tôi không nghiêm túc sao? Vậy anh nghiêm túc thật sao? Đương nhiên là tôi nghiêm túc rồi. Vậy cậu nói xem bây giờ thứ tôi muốn có được là thứ gì? Đương nhiên là Đông Sơn tái khởi rồi. Vậy trước Đông Sơn tái khởi là gì? Anh mau nói đi, là gì? Được rồi, được rồi. Không phải ba tôi để giao quyền phụ trách khu nghỉ mát gian biển cho tôi sao? Vậy nên bây giờ tôi cần thu về mảnh đất gian biển này, có đúng không? Tập đoàn Nhã Tú cũng đang dòm ngó miếng đất này. Người phụ trách chính là Lâm Thông Nhi. Vậy nên nếu miếng đất này bị cô ta cướp mất thì tôi còn có mặt mũi sao? Đúng vậy, đúng vậy. Sao tôi không nghĩ đến chứ? Nên bây giờ nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta chính là xử lý Lâm Thông Nhi, hiểu chưa? Dứt giả cho anh rồi, bác sĩ Diệp. Không có gì, đi cẩn thận nhé. Được, bà không cần tiễn nữa đâu. Chào anh. Thế nào rồi mẹ? Sao bác sĩ Diệp lại? Có phải Tiểu Đồng có chuyện gì không? Không phải. Không phải em con, là ba con. Ba, ba không sao chứ ạ? À? Bác sĩ nói thế nào? Ba không sao, chỉ là ba muốn nghỉ phép mấy ngày thôi. Nghỉ phép? Ba chỉ mong cả năm được đi làm mà. Không phải ba cùng công việc sao? Sao đột nhiên lại muốn nghỉ phép chứ? Con chỉ mong ngày nào đó ba cũng vắng nhà chứ gì. Thiên Minh, con trai ông đã đồng ý đến Diệp Hoa làm việc rồi. Không phải lúc trước con không muốn đến Diệp Hoa sao? Sao bây giờ lại đổi ý vậy? Con chỉ muốn đi xem thôi mà. Trước đây ba đã nói, trước khi muốn làm việc phải điều tra kỹ. Cho dù con đồng ý với ba thì trước khi đồng ý cũng phải đi xem đã. Nhưng sau khi đi vài vòng rồi con phát hiện ra bên trong quả thực có rất nhiều vấn đề. Cho dù là chú Lương là trợ thủ đắc lực của ba cũng không giúp được ba là bao. Vậy nên con nghĩ ba thực sự rất cần đến con, nên con đã gật đầu đồng ý quay về giúp ba. Được, được. Ba giơ hai tay quan nghênh con. Ba định thế này, sau khi có báo cáo tài chính của nửa năm đầu, ba sẽ đi làm, đồng thời mở đại hội cổ đông. Mình à, sao ông không nghe lời bác sĩ chứ? Bác sĩ đã nói rồi, bây giờ sức khỏe của ông không thích hợp để đi làm.
Không phải, rốt cuộc có chuyện gì sao? Sao lại không thích hợp đi làm ạ? Con cũng biết, 5 năm trước ba con bị ung thư đại tràng. Tuy đã chữa khỏi rồi, nhưng bác sĩ Diệp nói ung thư cũng có thời hạn ủ bệnh, nên đã đề nghị ba con mau chóng đến bệnh viện kiểm tra. Gia Hạo, bây giờ bác sĩ Diệp chỉ đang lo lắng mà thôi. Hơn nữa, 5 năm trước, sau khi làm xong phẫu thuật và đi tái khám thì không thấy tế bào ung thư nữa. Lần này ba chỉ đi xét nghiệm máu định kỳ thôi, không liên quan gì đến ung thư cả. Sao ba có thể chắc chắn được? Ba hãy kiểm tra đàng hoàng đi ạ. Đường Phong, như ban nãy tôi vừa nói, kết cấu quản lý hành chính của khách sạn Nhã Tú còn tồn tại rất nhiều khuyết điểm, nên tôi muốn cậu dành thời gian quy hoạch lại cho công ty. Chuyện này không thành vấn đề, vậy thì tốt quá rồi. Tôi thật lòng hoan nghênh cậu gia nhập tập đoàn Nhã Tú chúng tôi. Tôi sẽ luôn là anh em của cậu. Đợi ngày nào đó mẹ tôi nghỉ hưu, cậu sẽ là công thần khai quốc. Đừng mà, đừng mà, tôi không có tham vọng đó đâu. Đến lúc đó cậu đừng có gạt lệ chết mã tóc là được. Gì mà mã tóc mã tắt chứ. Nào uống đi. Cậu đã cưa được Lâm Thông Nhi chưa? Làm gì nhanh vậy được? Cậu cũng biết mà, tôi không giỏi theo đuổi con gái như cậu. Nhưng cậu đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Thế giới này nhiều cám dỗ lắm. Nếu cậu thật lòng thích cô ấy thì hãy mau ra tay, không thì sẽ bị tên khác bắt đi mất. Cô ấy không phải kiểu người dễ bị người khác bắt đi đâu. Vậy cậu tưởng sao? Tuy cô ấy là kẻ khờ khạo, nhưng người ta có nhan sắc, nên tôi khuyên cậu cứ triển khai nhanh lên. Tôi cũng không có kinh nghiệm yêu đương, bây giờ tôi không biết nên bắt đầu từ đâu đây. Học lực thì tôi không bị được với cậu, nhưng theo đuổi con gái thì cậu phải học hỏi tôi. Chỉ cần cậu làm như những gì tôi nói, đảm bảo bách phát bách trúng, dễ như trở bàn tay. Thật hay giả vậy? Có muốn thử không? Được, vậy cậu nói vài chiêu nghe thử xem. Thế này đi, đợi sau khi tan làm, cậu lấy xe thể thao của tôi đi. Đảm bảo tỷ lệ thành công của cậu cứ phải còn nữa. Thông Nhi, cô tan làm rồi hả? Đúng vậy, sao anh lại ở đây? Anh đang đợi ai sao? Phải, tôi... Hôm nay tôi thực sự rất vui, vì cuối cùng chủ tịch cũng gặp mặt tôi và bố trí chức vụ cho tôi. Tôi có thể mời cô ăn tối chúc mừng không? Vốn dĩ tôi nên mời tất cả đồng nghiệp, nhưng tôi không quen biết họ. Chúc mừng anh nhé. Sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi. Chuyện đó, còn bữa tối thì sao? Bữa tối hả? Hôm nay tôi hơi mệt, tôi muốn về sớm nghỉ ngơi. Không sao, tôi biết tối nay có một bộ phim rất hay. Hay là chúng ta cùng đi xem phim nhé. Nhưng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Tôi về trước đây. Để tôi đưa cô về ký túc xá. Không cần đâu, gần lắm. Trễ cái là tới. Vậy tôi đi trước đây, tạm biệt. Thông Nhi, đói quá. Cô đang làm gì đó? Sao anh lại ở đây? Mà kệ, tại sao tôi ở đây đi. Có phải cô tan làm rồi không? Sao anh biết tôi tan làm rồi? Anh theo dõi tôi à? Tôi cần phải theo dõi cô sao? Tôi nghĩ giờ này tôi tan làm rồi thì tất nhiên cô cũng tan làm rồi. Với IQ của cô, tưởng cả thiên hạ này đều giống cô chứ gì.
Ai Quy thật đáng quan ngại. Làm gì đó? Đây là cái gì? Bữa tối. Bữa tối. Đúng vậy. Đưa tôi xem. Đưa đây. Làm gì đó? Bữa tối sao? Đừng ăn nữa. Tôi đưa cô đi ăn. Đi thôi. Sao tôi phải đi với anh? Tôi không cần. Tôi đưa cô đi ăn tối. Đi. Tôi không đi. Tôi không muốn ăn tối. Đi. Tôi đi thôi. Đi thôi. Đi thì đi. Ai sợ ai chứ? Con người tôi không thích lãng phí. Quán họ gọi món theo từng người. Nếu cô thấy no rồi thì các món đằng sau có thể không lên nữa. Dinh dưỡng cũng rất phong phú. Cô nhìn đi, có tôm, có salad, rồi có cả mì xào, ngon lắm. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Thực ra là thế này. Trước giờ tôi dẫn theo một câu nói, đó là từ bạn thành thù đáng sợ hơn kẻ thù. Ngược lại, từ thù thành bạn đáng tin hơn là bạn. Cô xem, ban đầu chúng ta không đánh không quen biết, đến bây giờ trở thành bạn bè rồi. Vậy cô thấy chúng ta có nên tiến thêm một bước, trở thành bạn thân hơn không? Mọi người cùng tìm hiểu lẫn nhau, có thể trở thành bạn không? Hình như không chỉ có do mình anh quyết định nhỉ? Hơn nữa, đâu có phải là tôn trọng ý kiến của tôi, mà anh đang bắt tôi trở thành bạn của anh thì có. Sao lại bắt cô chứ? Tạm gác chủ đề này lại đã. Chúng ta quay về chủ đề trước đó. Chúng ta là bạn bè với nhau. Nếu đã là bạn bè thì có phải cô nên nói nhiều hơn về chuyện của cô để tôi hiểu cô hơn hay không? Ví dụ như lúc cô học tiểu học, cô từng thích mấy bạn nam? Hay là lúc ngồi máy bay, cô có từng thả thính hay liếc mắt với tiếp viên nam không? Hay là lúc cô học mẫu giáo, có từng nắm tay bạn học nam bên cạnh không? Có từng yêu... Tại sao tôi phải trả lời những câu hỏi này của anh? Chúng ta thân lắm hả? Cô với tôi thân lắm mà. Cô xem, cô biết tôi tên là Lục Gia Hạo. Tôi biết cô tên là Lâm Thông Nhi. Cô biết tôi là nam, tôi biết cô là nữ. Còn nói là không thân à? Được. Tôi kể cho cô nghe thêm một bí mật động trời của tôi. Đương nhiên chỉ có bạn thân của tôi mới biết. Đó là trong nhà tôi. Ngoài tôi ra còn có ba mẹ tôi nữa. Tôi còn biết anh là người của tập đoàn Việt Hoa nữa đó. Sai rồi. Sai hoàn toàn. Tôi nói cô nghe, tôi chưa từng làm việc ngày nào ở Việt Hoa, nên tôi chắc chắn không phải người của tập đoàn Việt Hoa. Còn nữa, tôi là người có ước mơ, có lý tưởng. Tôi là người ngày nào cũng muốn theo đuổi. Đợi đã. Đừng uống cái đó. Đó là đồ uống lạnh. Trước khi ăn cơm sao uống lạnh được? Không tốt cho sức khỏe đâu. Cô nhìn đi, uống nước lạnh vào. Dạ dày sẽ bắt đầu co lại, co thành một cục. Cô xem, suy tim, suy thận, suy dạ dày, suy hết cả rồi. Lục Gia Hạo, thứ nhất, tôi chưa từng bao giờ ăn bữa tối dầu mỡ thế này, bởi vì tôi thấy như vậy không tốt cho dạ dày. Thứ hai, nếu tôi ăn bữa tối của anh, tôi nghĩ lục phủ của tạng của tôi sẽ chẳng có chỗ nào ổn cả. Khoan đã, cô đợi đã, ngồi xuống đi. Mọi người đều là bạn bè mà. Thừa nhận đi, chúng ta là bạn bè mà. Đương nhiên, tôi có cách để giúp cô. Cô nhìn đi. Trước khi ăn, chúng ta nên bắt đầu từ canh. Chúng ta uống canh nóng để làm ấm dạ dày. Rồi cái nóng bên trong dần thẩm thấu ra ngoài. Sau đó cô sẽ thấy cả người ấm áp. Và chúng ta có thể bắt đầu ăn cơm được rồi. Uống canh đi. Không uống. Nếu chúng ta đã là bạn bè thân thiết rồi thì để tôi đút cô nhé. Nào. Tôi đã nói là không uống mà. Uống đi mà. Tôi không uống đâu, cô uống trước đi. Nào, tôi nói là không uống. Tiếng này. Chúng ta là bạn thân của nhau mà. Không phải tôi cố ý đâu. Chuyện này. Tiền cô, cởi bộ đồ này lại cho tôi. Được. Cô ơi, để tôi gói đồ lại cho cô. Được, cảm ơn cô. Tại sao lại mua đồ cho tôi?
Bộ đó chỉ dơ tí thôi mà. Ai nói tặng cô chứ? Sao lại tự luyến vậy? Được thôi, tôi thấy vừa rồi mình có lỗi vì đã làm đổ canh lên váy của cô, nên tôi chuẩn bị chặn họng cô, đề phòng cô nói xấu sau lưng tôi. Vậy thì một bộ là được rồi. Sao phải mua nhiều như vậy chứ? Cô tưởng tôi chỉ có một người bạn gái là cô sao? Nhiều lắm. Đồ thôi, tôi tặng em gái tôi. Quần áo mua rồi, cơm cũng ăn rồi, giờ tôi về nhà được rồi chứ? Cái gì mà về? Cô từng nghe qua VBU chứ? VBU gì chứ? Cô đúng là nhà quê mà. Đây là triển lãm nghệ thuật hiện đại, rất nổi tiếng. Hơn nữa triển lãm nghệ thuật này đã bán sạch vé từ nửa năm trước rồi. Hôm nay coi như cô gặp may, tôi có 2 vé, dẫn cô đi, đi thôi. Nhưng tôi không muốn đi, tôi muốn về nhà. Cô hại tôi chưa ăn được miếng cơm nào, còn cầm bao nhiêu đồ của tôi. Mày dám không đi à? Đi thôi, đi. Mau lên. Anh Lục, tôi tưởng anh không đến chứ. Cô gái xinh đẹp này là ai vậy? Không định giới thiệu với tôi à? Cô ấy là bạn tôi, tên là Lâm Thông Nhi. Chào cô Lâm. Chào anh. Cô có hứng thú với nghệ thuật đương đại sao? Tôi? Thực ra tôi không hiểu lắm, nhưng tôi thấy tác phẩm nghệ thuật ở đây đều rất đẹp. Thực ra nghệ thuật chỉ cần cảm nhận được cái đẹp của nó là được rồi. Được. Anh Lục là bạn thân của tôi, cô có thể đi xung quanh xem thử. Có việc gì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Được, có gì chúng tôi tìm anh. Được, anh cứ đi đi. Tạm biệt, tạm biệt. Gia Hạo, sao anh lại đến đây? Bên này có nhiều tác phẩm nghệ thuật mới lắm, tôi dẫn anh đi xem nhé. Được, đợi tôi một lát. Cô nghe rõ đây, cứ ở yên đây, đừng chạy lung tung. Đi thôi, đi thôi. Bên kia vẫn còn. Đợi đã. Cậu qua bên đó đợi tôi đi. Tôi đi xem bạn tôi cái đã. Tôi sẽ qua đó ngay. Được.